Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Smart Room. Đây là bài viết 5 cách để phát triển tư duy logic trong lập trình. Bài viết này được viết và đăng tải trên website smartroom.com và tác giả Entech. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Lập trình là một bộ môn nghệ thuật, ở đâu đó mình nghe cho rằng là như vậy. Đôi khi chúng ta có thể đối mặt với những vấn đề nan giải trong quá trình cố gắng xây dựng một chương trình hay một ứng dụng. Nhưng thật trớ trêu thay, đa số những lập trình viên có một phần nào đó gặp khó khăn về tư duy logic trong lập trình. Họ có thể biết cú pháp, công nghệ, cách xây dựng nhưng lại không thể tự mình giải quyết một vấn đề logic theo một cách đúng đắn. Thật may mắn là tư duy logic này có thể cải thiện và phát triển. Thậm chí, bạn chỉ cần cố gắng giữ cho mình một cái đầu mở để dễ dàng tiếp thu những kiến thức mà thôi. Dưới đây là 5 cách mà mình thấy có thể gia tăng khả năng tư duy logic trong lập trình của bạn. 1. Think to solve. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể làm điều gì đó, sau đó có một ai đó giúp đỡ bạn mách nước một hai từ khóa giải quyết vấn đề và thế là bạn lại làm được điều đó. Đó là trường hợp có lẽ xuất hiện nhiều nhất đối với lập trình viên. Lập trình đúng nghĩa là phải tìm ra giải pháp đúng để xử lý cho một vấn đề nào đó. Vậy nên điểm mấu chốt ở đây là phải nghĩ giải pháp. Với sự giúp đỡ của các chương trình và công nghệ có sẵn, chúng ta có thể biến những vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ hơn. Việc cần làm là xử lý những vấn đề nhỏ đó. Cố gắng viết ra hay phác thảo chia nhỏ những vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ trên giấy hay là sơ đồ tư duy để sau khi bạn xử lý được những vấn đề nhỏ rồi thì bạn có thể tổng hợp được chúng lại và giải quyết được những vấn đề lớn đặt ra ban đầu. Những vấn đề phức tạp thì thử suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau trước khi bắt tay vào một giải pháp xử lý cụ thể. Điều này có thể giúp cho bạn có một tư duy logic mở hơn đó. 2. Practice. Thực hành là một trong những cách tốt nhất để phát triển, không chỉ trong lập trình mà ở trong bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Tư duy logic cũng không ngoại lệ. Thực hành cách giải quyết vấn đề, đôi khi chỉ đơn giản là chơi cờ, chơi game hay là sắp xếp các công việc một cách logic khoa học cũng là một cách luyện tập đơn giản nhất. Chăm chỉ hơn chút thì bạn có thể luyện tập thông qua việc giải các bài toán khác nhau, như từ những thuật toán, cấu trúc dữ liệu, giải thuật đều là những bộ môn phát triển tư duy này của bạn. Có hàng triệu thuật toán khác nhau từ đơn giản đến phức tạp và giải quyết những vấn đề khác nhau. Việc luyện tập giải các bài tập liên quan đến thuật toán giúp cho bạn rèn luyện rất nhiều về tư duy giải quyết vấn đề đó. 3. Pen and paper approach. Khi bạn nhìn nhận bất cứ vấn đề nào đó hay đơn giản là yêu cầu từ khách hàng, chúng ta thường bắt tay ngay vào coding ở trên IDE. Nhiều khi điều này sẽ làm chết khả năng tư duy của bạn. Vậy nên nhiều người viết code trên giấy khi thi trên giảng đường hay là trong phòng phỏng vấn thường khá là sợ. Hơn nữa, các IDE hiện nay rất phát triển và thông minh, khiến cho bạn dễ dàng hơn mọi lúc mọi nơi. Nhưng nếu bắt tay vào ngay code thì bạn sẽ bỏ qua nhiều khía cạnh khác của vấn đề. Luôn cố gắng viết mã giả hay những thuật toán xử lý trên giấy hay thông qua những sơ đồ phác thảo ý tưởng. Giải quyết vấn đề trước khi bắt tay và thực hiện hóa ý tưởng đó bằng những dòng code trên IDE. Cũng có một phần ý nghĩa rằng máy tính chỉ để thực thi thôi. Vấn đề chính của bạn là xử lý chương trình với những thuật toán và đảm bảo rằng đồng đội của bạn cũng hiểu được chúng. 4. Fire Programmers Community. Đôi khi các vấn đề bạn gặp phải cũng là các vấn đề ai đó cũng đã từng gặp phải. Cách bạn xử lý vấn đề cũng có thể giúp ích cho người khác. Mỗi người có những kinh nghiệm trong thực tế khác nhau. Vậy nên, đôi khi những vấn đề tưởng chừng như là mới với bạn, nhưng ngoài cộng đồng đã có nhiều người gặp phải và có những giải pháp tối ưu cho vấn đề đó rồi. Không phải tự nhiên, Stack Overflow là một cộng đồng mà tất cả các lập trình viên quan tâm và luôn tìm đến đầu tiên khi gặp vấn đề. Đơn giản là các vấn đề bạn gặp phải, khả năng lớn là nhiều người khác cũng đã gặp và đưa ra các giải pháp và code giải trên nó luôn. Nhưng đừng ăn sổi nhá, bạn đang ở vị thế phát triển tư duy logic giải quyết vấn đề mà. Hãy nghĩ rộng hơn, đọc và tìm hiểu những vấn đề xoay quanh trên các diễn đàn và góp ý những ý tưởng của bạn trên những diễn đàn đó thử. Trao đổi những ý tưởng giải pháp cho nhau cũng giúp cho bạn mở rộng kiến thức và có nhiều góc nhìn khác cho cùng một vấn đề thì sao? 5. Read books and solve examples. Sách có lẽ là một điều gì đó kinh điển rồi, không chỉ ở mỗi lĩnh vực lập trình. Được tiếp cận với sách lập trình ngay còn khi ở trên giảng đường có lẽ là một lợi thế của học sinh sinh viên. Vì thường khi đi làm và tiếp xúc với công nghệ nóng hổi, tài liệu trên mạng ngập tràn khiến các lập trình viên ít để ý hơn đến sách. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tất nhiên vẫn có những người thích đọc sách chuyên ngành mỗi ngày, nhưng mình quan sát thấy họ chỉ toàn tìm kiếm nhanh những kiến thức trên mạng hay một phần nhỏ trong sách, chứ ít ai thực sự đọc từ đầu đến cuối một cuốn sách để hệ thống kiến thức lắm. Có thể họ đúng, họ tiết kiệm thời gian, nhưng nếu muốn nắm được logic và ngữ cảnh xử lý vấn đề, có lẽ là nên đọc tuần tự từng chương sách. Người viết cũng đã dụng ý sắp xếp logic cả rồi. Nếu bạn muốn phát triển tư duy này thì cố gắng đừng bỏ lỡ và đọc lướt nhá.
Hơn nữa, những vấn đề muôn thuở từ đời này sang đời khác luôn được viết ở trong sách. Nó có thể giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh hơn với những nền tảng hiện có. Vậy đó, trên đây là những cách phát triển khả năng tư duy trong lập trình mà mình đã và đang sẽ đi theo để giúp bản thân phát triển hơn. Nên mình cũng muốn chia sẻ, nếu ai đó đang trong tình trạng giống mình, để chúng ta cùng nhau học, cùng nhau phát triển trên con đường tưởng dễ nhưng mà không phải dễ này nhá. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!